Thanh khoản thị trường chứng khoán bùng nổ trong tháng 1 năm 2021 này ở mức 13-14.000 tỷ đồng, tức là gấp 2-3 lần năm 2020, cho thấy là một cơ hội rất lớn với tất cả các công ty chứng khoán, đặc biệt là những công ty đầu ngành như là SSI. Chào các bạn đã đến với kênh Người Bán Hàng Thành Babylon, lại là Hải đây. Thời gian vừa qua thì là một thời gian quả là đi tạo lượng siêu tốc với tất cả những người đầu tư chứng khoán. Thị trường nó sập phát, nó lên lại. Và có vẻ như cận Tết thì nó vẫn tiếp tục giữ đà xanh. Thì anh em hy vọng là anh em ăn Tết nó vui vẻ. Nhưng mà sau cái đợt rung lắc vừa rồi, thì đợt trước mình có làm rất nhiều video về phân tích triển vọng thị trường chứng khoán nè, phân tích các công ty chứng khoán nè, phân tích bản Việt chứng khoán nè. Thì hôm nay mình muốn phân tích một công ty đầu ngành chứng khoán, đó là công ty SSI. Thì nhiều người quan tâm cổ phiếu này vì thanh khoản rất là tốt và tăng trưởng bùng nổ giai đoạn vừa qua, nhưng mà ít có báo cáo trên thị trường để mọi người có cái nhìn sâu hơn về định giá của công ty này. Tổng quan thì SSI đã tăng trưởng rất là ấn tượng trong năm 2020, khi mà doanh thu tăng trưởng 35% và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 41%. Con số này ấn tượng hơn rất nhiều so với HSC tăng trưởng 24% và bản Việt tăng trưởng chỉ có 11% thôi. Tuy nhiên thì nói đi cũng nói lại, năm 2019 á, thì bản Việt và HSC lại tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn SSI, nó bị cao, cái nền nó cao đó các bạn. Có ba cái đầu kéo chính dẫn tới sự tăng trưởng ngoạn mục của SSI năm 2020. Thứ nhất là mảng FVTPL, tức là chứng khoán giao dịch và bút thẳng vào lợi nhuận, thì cái này đã tăng trưởng hơn 450 tỷ đồng, tức là nó cộng thêm so với cùng kỳ năm ngoái, tức là mạnh nhất các bạn. Thứ hai là available for sale, tức là loại chứng khoán mà cũng được ghi nhận theo giá thị trường nhưng mà lại ghi nhận vào vốn thay vì ghi vào lợi nhuận, thì mảng này tăng trưởng cũng mạnh. Thứ ba là lãi từ liên doanh liên kết tăng trưởng mạnh. Thì đây là ba cái đầu kéo chính làm cho SSI có một cái đà tăng trưởng ngoạn mục năm 2020. Về thị phần thì không có gì thay đổi các bạn. SSI vẫn là doanh nghiệp có thị phần chứng khoán số 1 tại Việt Nam. Các bạn nhìn cái chart này ha. Cái chart này hơi cũ một tí vì mình chỉ tổng hợp tới quý 3 năm 2020 thôi. Tuy nhiên mình sẽ có một cái chart sâu về quý 4. Thì các bạn thấy không? Cái chart này là cái đường màu đỏ trên cùng là thị phần của SSI qua 12 quý gần nhất. Thì bạn thấy là không có công ty nào giật được thị phần của SSI trong suốt thời kỳ 3 năm liên tục. Chỉ có bản Việt năm 2018 quý 4 thì có chồm lên xíu thôi do cái deal. Nhưng mà cũng không có thay đổi được cục diện vì sau đó nó giảm lại. Nhìn chung thì các công ty chứng khoán Hàn Quốc vào Việt Nam, như bạn thấy là cái đường màu xanh lơ đó của công ty MAS là cổ chứng khoán Mira đó. Người ta cứ bảo là các công ty Hàn Quốc sang Việt Nam rồi mang tiền rẻ vào cho vay margin nhiều thì sẽ lấy thị phần công ty chứng khoán Việt Nam. Thì đó là điều không đúng các bạn. Thực tế thì chiến lược tăng margin sẽ không giúp bạn tăng thị phần được. Bạn nhìn vào cái đường đi ngang của MAS là biết. Thì đó là thị phần tới quý 3. Thì bây giờ mình show cái bảng này là thị phần quý 4 nè. Cái này thì mình chưa tổng hợp vào đồ thị trên đó, nên bạn chịu khó nhìn cái này nha. Thì SSI vẫn là chiếm 12,3% thị phần quý 4. Tiếp sau là chứng khoán Hồ Chí Minh, thứ ba là VPS đột nhiên vươn lên hạng 3 quý 4 này. Thứ tư là bản Việt là 7,7%. Đó thì là VN Direct, MB, Miraset, FPT là những cái tên quen thuộc trong top 10 các bạn, không gì đặc biệt hết. SSI nhìn chung thì vẫn là công ty có số lượng chi nhánh, số lượng nhân viên môi giới và thị phần lớn nhất trong top 3. Với triển vọng năm 2021 á, thì đặc biệt là cái điểm khác biệt giữa SSI và bản Việt và HSC á, là doanh thu và lợi nhuận từ mảng môi giới và margin nó chiếm tới một nửa tổng doanh thu của công ty. Cho nên chúng ta phải phân tích kỹ cái mảng này so với hai công ty kia. Thì đối với mảng môi giới á, thì SSI có số lượng chi nhánh và nhân viên nhiều nhất trong top 3. Do đó thì mảng môi giới năm 2020 á, SSI có một cái lợi nhuận gộp là 172 tỷ đồng. Nhưng mà các bạn nhìn vào thanh khoản thị trường hiện tại là khoảng 13-14.000 tỷ đồng, so với mức trung bình chỉ có 5.000 và 6.000 tỷ đồng năm 2020 thôi. Thì mình có thể dự báo một cách đơn giản là năm 2021 á, cái lợi nhuận gộp từ mảng môi giới có thể lên tới khoảng sấp xỉ 400 tỷ đồng. Về dài hạn thì mình nghĩ mảng môi giới nó không có được triển vọng lắm các bạn. Vì năm ngoái thì 2019 mình nhầm, thì Bộ Tài chính có dỡ cái mức sàn về phí mua giao dịch môi giới rồi, nên đa số các công ty chứng khoán nhỏ đó là họ phá giá hết, họ giảm phí. Cho nên thì mình nghĩ là về dài hạn thì mảng này cũng không phải là quá tiềm năng. Tuy nhiên năm nay là một năm đột biến về thanh khoản so với năm trước, thì đó mảng môi giới lại trở thành một cái catalyst, một cái chất xúc tác chính cho giá cổ phiếu.
Thứ hai là mảng margin. Mảng margin là mảng mà công ty chứng khoán sẽ cho người chơi chứng khoán vay margin trên cái số dư của họ để mà mua thêm chứng khoán. Thì mảng này là mảng mang lại lợi nhuận khá là tốt cho các công ty. Thì mình ước tính là với cái số dư cho vay margin của SI đâu đó khoảng 9.300 tỷ đồng năm 2020 á, thì nó duy trì tới năm nay thì mình nghĩ là nó sẽ đem lại một cái lợi nhuận khá tốt cho công ty. Năm ngoái thì mình ước tính cái lãi gộp từ mảng margin nó mang lại cho công ty khoảng 121 tỷ đồng với mức niêm là khoảng 3%, chi phí cho vay khoảng 13% và chi phí huy động khoảng 9-10%. Thì năm nay mình nghĩ là cái mức lãi gộp từ mảng margin có thể đem lại cho SI khoảng 250 tới 260 tỷ đồng. Rất khó để dự báo triển vọng của mảng tự doanh của SI, gồm hai phần là FVTPL và AFS. Thì mảng này khó đơn giản vì SI không có những cái cổ phiếu lỗi mà có thể dễ nhìn thấy trong các đợt IPO tương lai như bản Việt. Thì năm nay mình dự báo mảng này chỉ mang lại cho SI lãi gộp đâu đó khoảng 400 tới 500 tỷ đồng. Trong khi năm 2020 thì mảng này mang lại cho SI tới 1.000 tỷ đồng các bạn. Trong đó khoảng 800 tỷ là tới từ FVTPL rồi, tức là chứng khoán ghi nhận trực tiếp vào lợi nhuận á. Trong khi AFS khoảng 200. Thì vì sao lại có cái mức giảm này là vì năm ngoái á, thị trường nó bật từ đáy là 650 điểm. Trong khi năm nay á, là thị trường nó cao rồi, cái nền nó cao rồi nên mình nghĩ tăng lên 1.300, 1.400 là khó rồi chứ không có đơn giản đâu. Cho nên nó không thể nào bùng nổ như năm ngoái được. Và năm ngoái SI cũng thành công đảo hàng nhiều cổ phiếu blue chip lớn. Ví dụ như là Vinhome nè, FPT nè, Hòa Phát nè. Thì năm nay nó sẽ khó hơn do cái upside chung của thị trường nó giảm đi. Thì nhìn chung á là triển vọng mảng này cực kỳ khó dự báo cho SI. So với bản Việt thì chúng ta có thể nhìn thẳng vào cái DYP của nó mình nhầm. Thì và mình biết được là bản Việt tư vấn con nào thì họ sẽ mua con đó, nó dễ nhìn hơn. SI thì hơi khó nhìn một chút vì họ chơi chứng khoán thuần túy giống như chúng ta mua trên sàn thôi. Mảng IB thì SI lại không có gì. IB là viết tắt của Investment Banking nha các bạn, tức là dịch vụ ngân hàng đầu tư. Thì mảng này do là cách đây khoảng 1.5 tới 2 năm á, thì SI mất một số nhân sự chủ chốt ở lãnh đạo á, thì gần như bây giờ họ rất là yếu mảng IB và không thể so được với bản Việt và HSC các bạn. Cho nên mình nghĩ là nó không đóng góp nhiều trong năm nay nên mình không có dự báo luôn. Tổng quan lại thì năm 2021 á, trông thế thôi chứ có vẻ là không quá sáng sủa với SI. Mình dự báo trong kịch bản mà nó như mình dự báo có thể giảm lợi nhuận trước thuế tới 20%. Thì do đó tại cái mức giá 30 này nè, là định giá của SI là ở mức PE là khoảng 20 lần, theo mình là hơi đắt. Đương nhiên là kịch bản này mình dự báo trên cơ sở là những gì mình có thể nhìn thấy được, và những thứ mình không nhìn thấy được thì rất là nhiều. Ví dụ như là nhiều khi đùng một cái họ bút một cái cục lợi nhuận nào đó từ các công ty con hoặc công ty liên kết á, có một cục lợi nhuận từ thanh lý tài sản hay là thanh lý tài chính á, thì cái đó là rất là trời ơi và không ai thể biết được cái đó bạn, vì cái đó nằm ở chính công ty họ sẽ thực hiện cái bút toán đó. Cho nên những cái gì mà mình có thể dự báo được trên cơ sở thị trường, trên cơ sở ổn định và là hoạt động kinh doanh lỗi á, thì mình mới dự báo. Còn những mảng mà bất thường thì mình sẽ không dự báo. Thì mình thấy là nếu mà theo hoạt động kinh doanh lỗi thì SI hơi đắt ở mức giá này. Các bạn nhìn cái chart này các bạn thấy là đây là đồ thị PE của 3 công ty chứng khoán lớn trong 5 năm vừa qua. Thì bạn thấy năm 2018 tháng 3 thì là các công ty này đạt cái mức PE lên tới 16 lần là đỉnh của mọi thời đại. Tuy nhiên mức đỉnh đó nhanh chóng bị phá vỡ trong giai đoạn quý 4 năm 2020 vừa qua, khi mà SI và HCM lên tới 20 lần PE và cao hơn bản Việt một tí. Thì bạn thấy thông thường trong lịch sử thì SI hay được giao dịch ở mức PE cao so với hai công ty khác trong top 3. Một phần vì chắc là mọi người nghĩ nó là công ty có thị phần lớn nhất đó, và mọi người luôn đặt nó định giá cao hơn. Tuy nhiên mình có thể thấy là khi mà thị trường nóng lên tới đỉnh điểm thì PE của SI sẽ đạt đâu đó ngưỡng từ 16 tới 20 theo như lịch sử cho thấy. Thì tại mức PE 2021 mà đạt mức là 20 lần như mình vừa tính bên nãy thì là hơi đắt các bạn, nếu mà so với cái đồ thị này. Vì trong điều kiện bình thường thì PE công ty chứng khoán chỉ đâu đó khoảng 12 tới 14 lần là hợp lý rồi. Do đó thì hơi rủi ro nếu chúng ta nhìn vào hoạt động kinh doanh lỗi của SI năm 2021 và ra quyết định đầu tư dài hạn. Ok, thì đó là phân tích của mình về cổ phiếu SI, cổ phiếu hot nhất ngành chứng khoán những thời gian vừa qua. Nếu bạn có một cái nhìn khác về SI thì xin hãy để lại comment bên dưới nha. Và hãy cho mình một like và sub kênh mình nếu bạn thấy video này hay, để nhận được video mới sớm nhất.
Chào cả nhà.